Hiện nay tại thị trường Hà Tĩnh, thép thanh, thép cuộn có giá từ 19,5 tới 20,5 triệu đồng trên một tấn, là mức cao nhất từ trước đến nay. Chỉ riêng từ đầu tháng 3 đến nay, giá thép tăng 3 lần liên tục với tổng mức tăng 1,6 triệu đồng trên một tấn. Không chỉ giá thép tăng phi mã, các loại vật liệu xây dựng khác như cát, xi măng, bê tông tươi, nhựa đường cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, xi măng có giá từ 1,4 tới 1,75 triệu đồng trên một tấn, tăng 150.000 đồng trên tấn. Cát có giá từ 260 tới 285.000 đồng trên một khối, tăng 55.000 đồng trên một khối so với thời điểm đầu năm 2022. Thì đáng giả là nhà máy, do nhà máy tăng, chứ không phải là do là đơn vị kinh doanh tăng. Do đó là cái tăng đó là tăng để bù cái xăng dầu lên, thì bù với cái chi phí vận chuyển thời điểm này giá là cả là nó tăng. Thì là rất là khó khăn, vì thực tế ra là ngoài cả cái nhà máy nó khan hiếm hàng, do đó là đơn vị chúng tôi đi lấy hàng cũng khó khăn. Tại vì thì phục vụ cho khách hàng thì cũng có là đáp ứng để cho đủ nhu cầu cho khách hàng là cũng có nhược là chưa đủ được đạt được, là vì gió nhà máy. Bởi vì một ngày lấy đi lấy là mất 2-3 ngày lấy ngoài nhà máy rồi là về cũng là chậm so với tiến độ của khách hàng. Giá các loại vật liệu xây dựng đồng loạt tăng đã tác động trực tiếp tới chi phí xây dựng các công trình, gây áp lực rất lớn cho các nhà thầu. Nhận thầu công trình nhà 2 tầng với 11 phòng học tại trường tiểu học Thạch Mỹ ở xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, ở thời điểm giá thép theo đơn giá đấu thầu là 18,80 triệu đồng trên tấn. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Thành Linh đã phải đội vốn hơn 200 triệu đồng khi giá các loại vật liệu xây dựng liên tục tăng vọt. Vật liệu xây dựng đang tăng. Tăng thì cũng là ảnh hưởng rất nhiều công trình. So với hợp đồng ban đầu ấy thì công trình này đang đội vốn đến 2-3 triệu. Thế nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo thi công trình vì là đảm bảo tiến độ theo chủ đầu tư yêu cầu. Chúng tôi mong muốn là sắp tới là giá vật liệu xây dựng giảm xuống để việc thi công dễ dàng hơn. Đang nhận thi công 5 công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo tính toán, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Thành Linh phải chịu thiệt hại hơn 1 tỷ đồng do việc nhảy giá vật liệu. Không chỉ tác động đến các doanh nghiệp xây dựng, nhiều người dân đang thi công công trình cũng phải chật vật vì chi phí xây dựng bị đẩy lên cao so với tính toán ban đầu. Thì công trình xây dựng của chúng tôi là được khởi công xây dựng từ năm 2021. Thì cho đến nay thì giá sắt thép cùng với tất cả các vật liệu xây dựng thì nó đã điều chỉnh cũng khá là nhiều lần chứ không phải là một lần. Thì nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự tính toán của chúng tôi và làm cho chúng tôi cần phải cân đo đong đếm lại một chút về cái có thể là kéo dài thời gian để có nguồn vốn hỗ trợ hoặc là chúng tôi phải cắt bớt một số công trình những cái số không cần thiết. Và nó cũng làm ảnh hưởng rất là lớn. Trước diễn biến giá vật liệu xây dựng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các doanh nghiệp và người dân bày tỏ sự lo ngại điều này sẽ gây thêm áp lực, tạo khó khăn và làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.